câu chuyện tiếp theo của chúng tôi liên quan đến ông thầy tướng là ông thầy Võ. Ông thầy Thôn Bắc Võ, ông cho biết rằng là kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11 này, Tổng thống Donald Trump dĩ nhiên là thắng và tiêu diệt Tổng cộng cũng chết luôn. Ông ấy đưa ra tử vi, ông ấy bỏ Tổng thống Donald Trump là mạng thổ, mà Tập Cận Bình là mạng kim. Thế thì thổ khắc kim đó, cho nên mọi chính sách đối nội cũng như quốc ngoại của Tập Cận Bình mà đánh phá Hoa Kỳ, từ mậu dịch đến kinh tế đến chính trị đến tài chánh hay là Biển Đông, đều bị Tổng thống Trump tiêu diệt. Và sau ngày bầu cử của Tổng thống Trump 3 tháng 11, Đảng Cộng sản Tàu sẽ bị tiêu diệt. Từ đó Hiệp định Paris sẽ được tái cứu xét. Quý vị thấy chưa, cái lời phán của ông thầy tôi, ông thầy Võ, ông ấy nói rõ ràng như vậy. Cho nên là tôi nói với quý vị, Thầy Dương Đại có nhiều người thương lắm. Thì quý vị để ý đi, xem rằng là lời của ông thầy này phán có đúng không. Ông ấy nói rõ, kỳ này tiêu Cộng sản Tàu bị tiêu diệt bởi ông Trump là vì Tập Cận Bình mạng kim, mà ông Tổng thống của chúng ta mạng thổ. Thổ thì đương nhiên không phải là nó sinh kim, mà là thổ nó khắc kim, đúng không? Thổ thì nó phải sinh mộc chứ, bởi vì có cây rừng, có đất thì mới có cây rừng. Còn kim là bị tiêu diệt. Do đó chúng ta chờ đến sau ngày 3 tháng 11 này xem nó ra sao. Và nếu đúng theo lời ông thầy Võ này, ông ấy phán, thì sau 3 tháng 11 chúng ta có nhiều điều hy vọng. Cho nên bây giờ ông Vũ Huynh Trưởng sẽ tổ chức một chuyến đi lần thứ nhì để biểu dương lực lượng của người Việt Nam, quốc gia của chúng ta. Lâu nay Cộng sản nó đánh phá Vũ Huynh Trưởng chỉ vì có một điều, ông này là dân Việt Cộng đến hơi thở sau cùng. Cho nên chúng nó đưa nhiều người ra nói xấu, rồi viết thơ, rồi viết bài đặt chuyện lên áo về Chủ tịch Vũ Huynh Trưởng. Và một chuyến đi thứ nhì này, nếu mà toàn quốc của chúng ta một lòng, giây phút đó lên đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trước khi đi, quý vị nào mà quen những đảng Cộng Hòa, quý vị nào ở tiểu bang nào biết có người dân biểu, biết có người nghị sĩ, quý vị liên lạc với Dương Đại Hải. Chúng tôi sẽ cấp tài liệu cho quý vị, cung cấp tài liệu cho quý vị, để quý vị có thể đưa cho dân biểu, đưa cho nghị sĩ, và họ thấy rằng cái phương pháp mà diệt thằng Tập Cẩm Bình, đuổi nó ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa mà không cần đến thằng Việt Cộng, bằng Việt Cộng là đệ tử rồi, bằng cách là dùng Hoa Kỳ để đập. Mà Hoa Kỳ mà đập nó chỉ bằng cách hay nhất. Chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần trên đài, vào ngày 30 tháng 12 năm 1974, Quốc hội Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật Public Law 93559. Trong đó Quốc hội giao phó cho chính phủ hành pháp là phải lôi lại cái Hiệp định Paris để mà tái xét. Lý do là vì Tàu Cộng đã từng ký vào cái Hiệp ước Paris, rồi ký vào cái Định ước Paris. Hiệp định Paris nó có hai phần. Một phần thứ nhất ký vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, rồi cái phần thứ nhì mới quan trọng, gọi là Định ước Paris, tức là International Act. Nó nói về cách thi hành Hiệp định Paris. Trong đó nó có cái đoạn 7A hay là 7B. 7A thì nói rằng nếu trường hợp của Hoa Kỳ hay là Hà Nội mà thấy có sự vi phạm Hiệp định Paris, thì họ có quyền yêu cầu Liên Hiệp Quốc
đem Hiệp định Paris ra tái xét. 7B, nếu 6 quốc gia trên tổng số 12 quốc gia ký vào hiệp định, ký vào lĩnh ước Paris mà thấy rằng có sự vi phạm hiệp định Paris thì có quyền yêu cầu Liên Hiệp Quốc đem ra tái xét hiệp định Paris. Thì cái phần lâu nay tất cả các tổ chức người Việt quốc gia ở đây, rồi của các tổ chức của chính phủ này, của chính phủ nọ, họ chỉ áp dụng cái khoản 7B là yêu cầu 6 quốc gia nếu thấy cái hiệp định Paris có sự vi phạm, họ có quyền yêu cầu Liên Hiệp Quốc đem tái xét. Nó khó khăn là vì phải có thơ của 6 quốc gia, trong đó phải có Việt Nam Cộng Hòa, và là một chính phủ liên tục, chính phủ lưu vong từ miền Nam ra, giống như chính phủ lưu vong của ông Charles de Gaulle của Pháp thời đại nhị thế chiến, thì là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong cộng thêm 5 lá thơ của 5 quốc gia đã từng là hội viên Liên Hiệp Quốc và ký vào trong cái định ước Paris. Nó khó khăn cho nên họ đến giờ này họ là không được. Họ kiếm được nước Pháp thì thiếu nước Anh, họ kiếm nước Pháp nước Anh họ kiếm thiếu nước khung gia lợi, mà có được khung gia lợi thì họ lại thiếu tiệp khắc. Cho đến giờ này chưa có một tổ chức nào, chưa có một tên nào mà có đủ 6 lá thơ của 6 quốc gia. Bây giờ bốc phét là cái chuyện ai cũng nói được, nhưng mà làm được thì cho đến bây giờ chưa ai làm được. Xưng hùng xưng bá làm được, xưng thủ tướng xưng tổng thống làm được, nhưng họ không biết cách làm. Họ đánh võ rừng không, cho nên họ có bảo đi xin rồi người này đồng ý người kia đồng ý, nhưng mà chưa đủ 6 lá thơ thì chưa có quyền vào Liên Hiệp Quốc. Còn nếu bây giờ đồng bào Việt Nam của chúng ta, quốc gia mà liên lạc được với dân biểu, liên lạc được với thượng nghị sĩ trong cái chuyến đi xuyên bang lần này, thì chúng ta sẽ có cơ hội yêu cầu quốc hội đưa luật Public Law 93559, ngày đó do Tổng thống Gerald Ford ký ban hành, thành luật và chưa thi hành. Dùng giây phút đó, Donald Trump là một con người muốn tiêu diệt Tập Cận Bình, thì giờ này là một cái điều hay nhất. Ông có võ khí và ông có tư tưởng, ông bắt thằng Tập Cận Bình phải rút quân ra khỏi Hoàng Sa và Trường Sa, vì chính nó đã đặt bút ký vào định ước Paris công nhận sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên thằng Cộng sản Bắc Việt bây giờ không có quyền đòi thằng Tàu Cộng rút, là vì này đó nó đã thằng giao cho thằng Phạm Văn Đồng ký một cái thơ công hàm gửi cho thằng Chu Ân Lai vào năm 1958 là Hoàng Sa Trường Sa thuộc về quý quốc. Thằng bất giận, nó người Bắc mà việc của người ta miền Nam mà nó xem vào. Cho nên thằng Hồ Chí Minh với thằng Phạm Văn Đồng nó chả biết cái gì về luật quốc tế, chứ nó không có học. Rồi mấy cái lũ nhặng sau này, tôi gọi chúng là cái lũ nhặng chứ nó có ra cái gì đâu. Ăn nói thì ngọng nghẹo, thủ tướng nhưng mà cờ lờ mờ vờ, thấy không? Mọi không ra mọi, kinh không ra kinh. Quên chúng nó đi, chúng ta dùng luật của Hoa Kỳ, áp dụng cái Public Law 93559 với lại cái khoản 7A của Hiệp định Paris, của định ước Paris. Quá hay. Và đến giây phút đó thì cái lời tiên đoán của ông thầy võ của tôi thành công. Bất chiến tự nhiên thành. Là vì Donald Trump kêu Tập Cận Bình cho bà hê, chú mày đã từng ký vào định ước Paris công nhận sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà giờ chú mày làm cái bản đồ lưỡi chín đoạn là bố mày lưu manh. Cút. Thằng kia dù có là một tướng cướp cũng không dám hó hé với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ đang ở thế thượng phong. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay.
kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.